cùng uống trà và ngắm trăng. Các bạn thấy trăng đêm nay như thế nào? Đây là phần trăng khuyết á. Thật ra thì trăng khuyết cũng rất đẹp. Nếu chúng ta đừng có so sánh hay là vướng kẹt vào trăng tròn, mà thật ra thì trăng khuyết rồi cũng sẽ tròn, phải không? Mà nói đúng hơn nữa là trăng khuyết cũng chính là trăng tròn. Cái này là do cái cách nhìn của chúng ta, và cộng thêm một cái nhân duyên là sự vận hành của trái đất nữa. Thì đây là một cái đạo lý thâm sâu, các bạn cũng nên chiêm nghiệm để liên hệ tới cuộc sống hay là tình cảm của mình. Bây giờ các bạn dùng trà, và hôm nay các bạn tới đây muốn hỏi thầy điều gì? Anh Phan Anh có rất là nhiều thắc mắc đó thầy. Dạ vâng ạ. Thưa thầy, ngày hôm nay thì chúng con xin được thầy, xin được tham vấn thầy và nhờ thầy khai thị về một vấn đề, đó là tình yêu. Khi nói về tình yêu thì đúng là điều này mang lại sự hạnh phúc, sự thăng hoa, sự bình yên. Thế nhưng với rất nhiều người thì nó cũng mang lại khổ đau, bão giông. Và người ta nói rằng là càng yêu thì càng thấy khổ. Mà cái đau khổ hơn nữa là biết khổ rồi nhưng mà vẫn không thể không yêu. Lý do là vì sao thưa thầy? Bây giờ tại vì yêu thương là một cái nhu yếu rất là tự nhiên của con người. Nhưng mà con người yêu mà khổ, có thể là họ mắc phạm một cái sai lầm rất là cơ bản. Đó là khi họ yêu thì họ lao vào đối tượng thương yêu, cuốn vào trong đó, rồi bị nhấn chìm vào trong đó, rồi tan vào trong đó, đồng nhất toàn bộ con người của họ với đời sống của người khác. Để rồi họ bỏ quên chính bản thân mình, họ không có chịu trách nhiệm cho bản thân mình nữa, họ không chăm sóc tốt cho bản thân, và theo cách đó thì họ kỳ vọng rất nhiều vào đối tượng thương yêu. Thế rồi tình yêu đáng lẽ ra sẽ rất đẹp, rất lung linh, nhưng mà vì dựa dẫm quá nhiều trong tình yêu, để rồi tình yêu trở thành gánh nặng, trở thành sự khổ lụy, không còn là hạnh phúc nữa. Thế thì đề tài này rất là rộng lớn. Từ từ chúng ta uống trà thưởng trăng, rồi sẽ bàn tiếp về đề tài tình yêu ha. Bây giờ mời các bạn dùng trà.
chút hồng và tan vào ta chút hương nồng, để gió theo cùng lối ta về, thành thang đường về nhanh quá, để hát la 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 la, mang theo nụ cười em đây. Em vui ngồi đàn ngón tay nhỏ, đàn qua thật êm bàn tay ấm. Em đang nhìn em những khuôn hình vuông vức nỗi vui hồn nhiên. Để phút giây này có em kề, em quay lưng nụ cười giấu kín, ngồi hát thân thờ với mây trời, mong yên vui ở lại thật lâu. Trôi